chào mừng các bạn đến với kênh truyện phật pháp hôm nay chúng ta cùng mở lòng nghe một câu chuyện về vị tăng nhân có bồ đề tâm có một vị tăng già sống tại một ngôi chùa ở nơi rừng rậm vị tăng đã sống ở đó suốt một thời gian dài và trở nên rất nổi tiếng vì tình thương và lòng nhân ái của mình một ngày nọ một nhóm cướp đến và tấn công ngôi chùa họ cướp đoạt tất cả những gì có giá trị và bắt vị tăng đem đi làm tù nhân sau một thời gian bị giam giữ vị tăng đã được thả và trở về ngôi chùa của mình tuy nhiên khi về đến chùa anh ta phát hiện ra rằng ngôi chùa đã bị cướp mất tất cả những thứ có giá trị bao gồm cả chân thân của anh ta nhưng vị tăng này lại không buồn chán hay thất vọng thay vào đó anh ta trầm tư và đến ra một quyết định quan trọng anh ta quyết định xây dựng một ngôi chùa mới với tâm nguyện sẽ là nơi cư mang và giúp đỡ những người khác. vị tăng đã tìm kiếm các nhà hào tâm và quyên góp từng chút một. anh ta đã đốn gục cả những kẻ thù của mình bằng lòng nhân ái và tình thương. cuối cùng, ngôi chùa mới của anh ta được xây dựng lên một cách đầy đủ và trở thành nơi cư mang cho nhiều người. câu chuyện này giúp chúng ta nhận ra rằng trong cuộc sống có những điều không thể kiểm soát được tuy nhiên chúng ta có thể chọn cách phản ứng của mình đối với những sự cố đó chúng ta có thể chọn để tìm ra sức mạnh và tràn đầy hy vọng trong lòng mình để vượt qua những khó khăn và tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống